cái này bắt buộc chúng ta phải có xi nhan. Chiều cao không như cái kia 3 đến 5 mét thì chúng ta bắt buộc cái này. Có khi chúng ta còn phải bắt sẵn giá đúng không? Chúng ta ngồi ở trên thì chúng ta vận hành, ngồi ở dưới có xi nhan và sát hàng hóa, móc cổng. Thứ ba là phân loại theo động lực. Phân loại theo động lực ấy, thì chúng ta có ba lăng xích điện. Xích điện. Cái này là NVS có không? Chủ đầu tư có? Chưa có. Cái này là của mình đang có huy ở bên dây thứ hai. Có huy của bên dây thứ hai gần máy. Chủ đầu tư ở nhà máy này có rất nhiều đúng không? Vấn đề là chúng ta có được sử dụng hay không? Vấn đề là chúng ta có liên quan đến sử dụng hay không? Chắc là trong một số bộ phận nào đấy cũng liên quan, cũng cái là ít một số người thôi. Cái này vận hành nó đơn giản thôi. Nó chỉ thay một cái nguồn động lực là bằng điện thôi, không cho cái động cơ điện vào và thêm cái bộ phận an toàn ở phía sau đấy là phanh chống trôn tải. Tốt nghiệp cái khóa này không riêng gì cái khóa lăng xích kéo tay mà các anh phải vận hành được hết, phải vận hành được hết trong tất cả các loại ba lăng. Chúng ta cố gắng thì cái ba lăng xích điện này nó cũng tương đối nhiều tải trọng lên đến 100 tấn ở có 200 tấn. Bây giờ ba lăng xích điện cái đoạn này đang phổ biến ở Việt Nam ở mức bây giờ dưới 30 tấn rất nhiều. Con này nhanh lắm, cái dí tay phát là lên thôi. Một số nhà cung cấp họ làm cái điều kiện này hai cấp độ, nâng hai cấp, hạ hai cấp, tốc độ chậm tốc độ nhanh, nó cũng giống như điều khiển cũng giống như đây về cấu tạo của nó. Cái túi này là cái gì các anh ạ? Xích. Khi kiểm định ấy, thì đôi khi chúng ta chỉ dừng tải một đoạn xích thôi chứ không phải là trên một cả cái chiều dài của xích. Ví dụ như cái túi này, túi xích này nó một chiều dài đến 30 mét thì chúng ta có thể tải cả 30 mét ít luôn. Đôi khi chúng ta phải mất cái cần chúng ô tô của chúng ta treo cao lên và nghe để chúng ta dòng xích xuống để chúng ta thấy cái hành động rất là khó. Nếu như các anh mà yêu cầu nhà cổ định mà bắt buộc treo cả vài mét lên đủ chiều dài thì mới hiểu cái sự vận hành cái kiểu định lên đấy là những cái vấn đề an toàn. Đối với rằng chúng ta chỉ tải có 3 mét 4 mét thôi nhưng mà cái đoạn xích còn lại nó bị như thế nào nó có biết được không? Cái đoạn mà còn giấu ở trong túi này, giấu ở trong túi mới là cái đoạn chúng ta. Đấy, cho nên là bắt buộc chúng ta nếu như chúng ta thử tải trên toàn bộ chiều dài xích là tốt nhất. Ba lăng xích điện của thiết kế nhỏ gọn, tập trung nhẹ nhàng linh hoạt. Thị trường hiện nay đang phổ biến ở mức là 0,5 tấn đến 30 tấn. Có nghĩa là nó nhỏ nhỏ, đang tạo chúng ta sẽ tay chúng ta để làm các cái công trình của bộ trường hợp cao là việc trong điều kiện khác biệt. Thứ hai là ba lăng cắp phân loại theo tính chất vật lý. Thứ hai là cái ba lăng cắp thì mình có phổ biến không? Ba lăng cắp ở LVS có phổ biến không? Một tờ nhiều chứ. Đấy.
Đây. Đây là một trong những cái paragraph. Paragraph rất đặc biệt. Đúng không gọi là paragraph. Lắp trên cầu trục không phải là ba lăng này. Lắp trên cầu trục không phải là ba lăng. Nó cũng là ba lăng. Nó cũng là ba lăng. Nhưng ba lăng của chúng ta là hoạt động độc lập. Thì lúc đấy chúng ta mới gọi là ba lăng. Còn nếu như lắp trên cầu trục thì lúc đấy chúng ta lại thành cầu trục. Lúc đấy quy trình của định cái cầu trục là cái khác. Đấy là cầu trục. Chúng ta thực hành được thực hành càng hơn. Đây, ba lăng cáp rất đơn điện, đoạn này đoạn là trọng điện. Cái cần này để làm gì các anh? Đấy là hạn chế hành trình chiều cao lên. Nên là nó cần cái công tác này là nó sẽ cắt toàn bộ điện ngay. Cái công tác này nó sẽ đối với cả cái công tác cả cái dưa đen ở trong cái hạt thường không cho lên được đây. Cái loại này là loại có xe bánh xe di chuyển, cái này thì thường người ta hay lắp ở đâu nhiều trên một cái thành dài trên một cái thành dài. Thành dầm đấy có thể là thành cố định hoặc thành di chuyển được. Di chuyển được chính là những cái cầu trục. Thì lúc đấy là nó sẽ chuyển sang cầu trục. Còn bình thường nó có thể làm việc được. Nó có thể làm việc được. Thì cái này chúng ta gặp nhiều rồi đúng không? Gặp nhiều rồi. Ba lần là chuyển được. Ở Việt Nam mình các anh đã gặp chưa? Chủ lực chưa đúng không? Ở trong này là một bộ rất rộng chủ lực chạy cùng motor tuần hoàn. Ở trong này ở trên trong này là có một lượng cơ điện, một con dầu, một thùng dầu và một thùng van và một motor chủ lực. Dầu ở trong này sẽ chạy tuần hoàn để làm quay motor. Hoặc có một trường hợp nữa, đấy là toàn bộ khu này là dẫn động bằng motor chủ lực, nhưng nguồn dầu lại lấy ở khu vực khác, có nghĩa là phải cắm ống vào trong này. Nó chỉ thay động cơ điện bằng động cơ dầu thủy lực thôi. Cái này hoạt động rất là êm, và tải trọng rất là lớn. Nhưng có một điều có dầu trong một số những môi trường là không được phép cho dầu ra ngoài, không được phép sử dụng dầu. Cái này không sử dụng. Ví dụ trong môi trường sản xuất thức ăn chúng ta không sử dụng cái này. Cái này sử dụng các cái công trình thủy điện. Nhưng mà ở Việt Nam mình hiếm gặp, ít, rất là ít. Bây giờ các anh có thể mua hàng bãi của Nhật, có cái nhưng mà loại tải trọng nó nhẹ. Nhưng mà một cái khoảng 5 tấn, một cái ba lăng chuyển được 5 tấn thì 4 người khênh, bởi vì riêng cái bộ chuyển được trên thì rất là nặng. Đấy, vậy là chúng ta là thay dầu, chúng ta làm nhiều động tác khác đấy. Ba lăng khi nén rất là sạch. Nhưng mỗi tội là nghe những xì chuyển khí thải ra môi trường trực tiếp. Cái này chúng ta hiếm gặp ở thị trường Việt Nam, hiếm gặp. Đây về cấu tạo, về cấu tạo của ba lăng xích kéo tay thì ngày mai chiều đầu giờ chiều mai chúng ta sẽ qua sửa, chúng ta mổ một cái. Nó
có được không? Mổ để chúng ta quan sát, và từ cái quan sát này chúng ta có thể xử lý được những sự cố của nó. Chiều lên hay chiều xuống này có kêu cạnh cạnh? Lên kêu cạnh cạnh đấy là những phần gì? Chính là cao thang. Cao thang đấy có nhiệm vụ là phòng dơ, cho nên là khi kéo lên phải nghe cạnh 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 cạnh. Khi nào thì kéo lên? Khi nâng tay. Còn khi hạ, tại sao khi hạ lại không nghe tiếng tạch tạch? Lúc đấy không dùng má phanh nữa, mà đấy là lúc đấy là toàn bộ đĩa xích là cứng với trục quay chiều ngược lại, hai má được tách ra. Cái bộ côn đấy rất là linh hoạt. Nếu như chúng ta chưa mổ ra thì chúng ta rất là khó tưởng tượng. Nó nằm hoàn toàn trên cái trục bạch danh này. Điều chính là cái chỗ này. Ở phía trước là một cái ốc tháp mà còn phải sử dụng. Chốt trẻ đúng không? Nếu như anh nào mà tháo ra là chúng ta thấy. Đây anh chúng ta đây. Toàn bộ ruột ở như thế này. À, chi tiết là số 19 là cái gì đây? Số 19 là cái gì? Số 19 là cái gì? À, số 19 là hoàn toàn xích tạng nằm ở trong này. Xích tạng. À, hoàn toàn xích tạng nằm ở đây. Hoàn toàn xích tạng được nằm ở đây. Kết cấu rắn ôm rất là vừa với mắt bước xích. Chính là cái này. Còn cơ cấu góc nào ở đâu? Số bao nhiêu? Các anh ở dưới có nhìn thấy được không? Đây, góc là 21. Nó nằm ở phía bên sau cái này. Đấy, chính là cái sau cái này. Đây là bộ, chỗ này là cái gì? Bộ côn bác vừa nói. À, cái mặt này. Còn đây là bánh xích kéo tay. Khi chúng ta kéo xuống vận hành theo chiều như đường hồ thì là kéo hàng đi lên, thì toàn bộ cái điện xích này, toàn bộ cái điện xích này nó chạy ở trên trục, chính là cái trục này. Bước răng rất là lớn, bước gen nó sẽ đi vào và nó áp sát cái mặt của bề mặt, áp sát cái bề mặt đấy. À, nó sẽ chuyển động cùng với cả cái cơ cấu cóc. Chính là cái này, cái góc nó sẽ bắt ở trên cái má này và thấy cái đĩa này nó nằm sát ở cái mặt bên này, thì chúng ta chỉ nghe tiếng thì tạch 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 đúng không? Đối với chiếc mới nghe tiếng âm thanh giòn vào, nên thiết bị càng vững trì thì cái lò xo càng yếu để bắt đầu là nghe tiếng này nó yếu hơn. Nó giống như cái xe đạp của chúng ta, cá xe đạp mới mua về bao giờ chúng ta quay ngược chiều để nghe tiếng tạch tạch rõ rất hay đúng không? Nhưng dần dần sau 5 tháng thì cái lò xo nó yếu, nó bị bẹp đi chẳng hạn, thì cái tiếng nhả cá ấy nó không còn êm nữa. Chi tiết số 1 là cái gì đây? Móc treo, móc chữ tải, số 4. Thế còn số 2 là xích kéo tay. Còn xích chữ tải nằm ở đây. Như thế này chúng ta có hình dung được không? Chúng ta có hình dung được không? Hay là chiều mai chúng ta mạnh dạn tháo một cái nhé. Ở trên đấy chúng ta cũng sẵn này. À, tháo mới đang được. Ngày mai chúng ta tháo. Ờ, lớp trên cũng không tháo chứ. Tháo, không có vấn đề đâu. Có khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi là chúng ta có thể xong vấn đề này, tháo ra nó vào. Không được gì mà phải tháo. Tháo ra lần lượt. Cái gì tháo trước thì làm sau. Đúng không?
quy tắc của cơ khí đúng không anh? Các anh ấy thợ cơ khí rồi thợ lắp ráp ngành nghề lâu lắm rồi thì cứ cái nào mà tháo trước thì lắp xong, mà bây giờ lắp xong thì thừa còn ốc thì thôi chúng ta phải lắp lại từ đâu? Đây nhá, anh nhìn thấy video này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.